Cục trưởng Đường sắt Việt Nam chết trong phòng làm việc tin từ Hà Nội. Vào chiều ngày 22 tháng 1, ông Nguyễn Hữu Thắng là cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam đã tìm thấy bị chết trong phòng làm việc. Nguyên nhân cái chết chưa được biết rõ, cửa cổng trụ sở Bộ Giao thông Vận tải đã đóng kín không cho báo chí vào bên trong. Vào lúc 9 giờ 35 phút tối thì mới có một xe cứu thương vào bên trong và chở thi hài của ông Thắng. Ông Nguyễn Hữu Thắng từng bị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đình chỉ chức vụ trong tháng 4 vì ông Thắng đã tỏ ra bức mãn đối với công trình thiết lập con đường sắt nối liền Hà Đông và Cát Linh. Vào ngày 24 tháng 4 năm 2014, trước việc tăng kinh phí xây đường sắt Hà Đông Cát Linh thêm 339 triệu Mỹ kim, Ông Thắng nói rằng ông ta đã làm hết khả năng nhìn dự án như tuyến đường số 3 nối liền nhổm và ga Hà Nội đã hai lần khởi công mà chẳng làm được gì, nhưng ông ta điều chỉnh thì bị chỉ trích. Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông là tuyến đường sắt xây trên cao với chiều dài trên 13 cây số, xuất phát từ Cát Linh Chủ đầu tư dự án là Cục Đường sắt Việt Nam, nhà thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Cộng. Dự án được chọn làm công trình mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội, được dự trù sẽ hoàn tất vào năm 2015, giải quyết một phần nhu cầu đi lại của người dân Hà Nội từ phía Tây Nam vào trung tâm thành phố. Nhưng công trình này hiện giờ còn làm cho người dân Hà Nội phải liên tục đau đầu. Chiều vào ngày 19 tháng 1, hỏa hoạn đã xảy ra làm nhiều người bị thương. Việc đi lại phía dưới công trình đường sắt Hà Đông Cát Linh là nỗi sợ hãi vì đoạn đường này rất hẹp. Người làm việc bên trên thì cứ làm, người bên dưới thì cứ đi. Tình trạng rất nguy hiểm nhưng không còn đường nào khác, buộc mọi người vẫn phải đi qua đoạn đường này.